Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng. Số 10. Tác giả Võ Nguyên Giáp. Giọng đọc Hải Yến. Sáng hôm sau, 11 tháng 3, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp tại Sở Chỉ huy. Đây là cuộc họp đầu tiên của Bộ Thống soái tối cao kể từ khi mở màn chiến dịch Tây Nguyên. Rất vui trước những thắng lợi những ngày đầu chiến dịch, các anh thảo luận sôi nổi về sự phát triển thế và lực của ta, sự suy sụp của địch. Về hoạt động của ta, mọi người đều nhất trí cần khẩn trương tiếp tục mở rộng tiến công, sẵn sàng đánh địch phản kích. Điều đáng chú ý là tinh thần quân Ngụy sụp xuống rất nhanh. Chúng không chịu nổi những đòn tiến công của quân ta vào các chi khu, quận lỵ. Ai cũng nghĩ đến khả năng giành thắng lợi lớn hơn dự kiến ban đầu. Qua thảo luận, hội nghị đề cập đến cả khả năng địch rút chạy khỏi Tây Nguyên. Trong trường hợp này, cần có kế hoạch chốt chặt, bao vây, chia cắt, tiến công, không cho chúng chạy thoát. Hội nghị cũng thấy rõ cục diện chiến trường đang chuyển biến mau lẹ, cần nắm bắt cho kịp thời cơ, đã cần phải nghĩ ngay đến các hoạt động quân sự, chính trị ở Huế, Trị Thiên, Đà Nẵng. Tình hình khách quan đòi hỏi cơ quan chiến lược và toàn quân chuẩn bị nhanh hơn về mọi mặt. Tinh thần là vừa qua đã có Phước Long, nay lại có Buôn Ma Thuột. Vậy nên xem lại kế hoạch 2 năm đã phù hợp hay chưa? Ta có thể đẩy mạnh, đẩy nhanh hơn nữa được không? Tôi phát biểu ý kiến nêu lên những nhân tố mới đã và đang xuất hiện, sẽ đưa đến những bước nhảy vọt. Lực lượng của địch bị giàn mỏng, căng kéo, rất dễ bị đứt tung bất cứ lúc nào và bất cứ ở đoạn nào. Không loại trừ khả năng địch rút bỏ Tây Nguyên, quân ta còn sung sức, tinh thần chiến đấu cao, hậu cần bảo đảm. Cần khẩn trương hành động, nắm bắt thời cơ và chớp lấy thời cơ. Kết thúc hội nghị, anh Ba nói ngắn gọn, nhấn mạnh đến các hoạt động quân sự của ta trong những ngày đầu chiến dịch, coi đó là một nếp làm ăn mới. Anh gợi ý có thể đẩy mạnh các hoạt động hơn nữa được không? Cần suy nghĩ xem Buôn Ma Thuột đã phải là trận mở đầu cuộc tổng tiến công chiến lược hay chưa? Phải có những quả đấm chủ lực mạnh trong lúc này. Các quân đoàn ở miền Nam, miền Bắc phải sử dụng như thế nào cho thật linh hoạt, thật tập trung, không nên phân tán. Sau cuộc họp, có điện của anh Văn Tiến Dũng. Kính gửi anh Chiến. 1. Ta đã hoàn toàn làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột. Các mục tiêu lớn như Sư đoàn Bộ binh 23, tiểu khu Đắk Lắk, khu thiết giáp và pháo, sân bay thị xã đã chiếm giữ, đang truy lùng tàn quân trốn trong thị xã. Sơ bộ mới biết bắt gần 1.000 tù binh chưa phân loại và một khối lượng rất lớn chiến lợi phẩm. Đức Lợt đến Đắk Song cũng đã hoàn toàn xong, thu 12 pháo và gần 100 tấn đạn pháo. 2. Đang tiếp tục phát triển để tiêu diệt các mục tiêu xung quanh như căn cứ Trung đoàn 45, căn cứ Trung đoàn 53, Buôn Hồ, Bản Đôn và tăng thêm lực lượng để chiếm giữ vững chắc sân bay Hòa Bình. 3. Ngày 11 tháng 3, Ủy ban Quân quản Đắk Lắk sẽ triển khai công việc để thuận lợi cho công tác, đề nghị trao hàm đại tá cho đồng chí Y Block để làm chủ tịch ủy ban. Căn cứ vào tình hình địch ta trên chiến trường, vào khả năng bảo đảm hậu cần và thời tiết thuận lợi, anh Tuấn có ý định vừa củng cố vững chắc Buôn Ma Thuột, sẵn sàng đánh địch phản kích, vừa phát triển ra chung quanh để hoàn toàn làm chủ Đắk Lắk, phát triển về phía đông đến Treo Reo, có thể tiêu diệt hoặc bao vây Treo Reo, rồi từ đó ngược lên bao vây tiêu diệt Pleiku, cô lập Kon Tum. Hướng phát triển phía nam có thể để chậm lại sau. Anh Tuấn đề nghị tôi trao đổi trong quân ủy và báo cáo với Bộ Chính trị rồi cho anh biết sớm. Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu thắng lợi giòn giã, Buôn Ma Thuột đã được giải phóng. Như vậy, tình hình chiến sự đã phát triển nhanh hơn so với kế hoạch chiến lược cơ bản. Chủ tính giải phóng Tây Nguyên trong năm 1975, bước 1 của kế hoạch 2 năm. Với chiến thắng Buôn Ma Thuột, ta có khả năng giải phóng Tây Nguyên sớm hơn nhiều. Đây là vấn đề quan trọng mới được đặt ra. Rất yên tâm về Tây Nguyên, tôi nghĩ ngay đến các chiến trường phối hợp ở Trị Thiên, khu 5, Nam Bộ, nhất là đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ Tổng Tham mưu báo cáo, tình hình phát triển tốt ở Trị Thiên, quân ta bí mật vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài dày đặc của địch, đột nhập xuống đồng bằng và xung quanh thành phố Huế, liên tiếp tiến công các vị trí và hệ thống kìm kẹp của địch. Quân và dân khu 5 tiêu diệt quận lỵ Tiên Phước, uy hiếp Quảng Tín, Quảng Ngãi. Ở chiến trường Nam Bộ, địch không còn bắt được thanh niên vào lính nên lực lượng của chúng ở cơ sở bị hẫng hụt. Quân và dân vùng châu thổ sông Cửu Long phối hợp chặt chẽ ba mũi giáp công, diệt nhiều đồn bốt địch, giải phóng nhiều địa bàn rộng lớn, phong trào đấu tranh cách mạng lên cao. Phát huy chiến thắng Phước Long và chiến thắng núi Bà Đen, B2 đã có kế hoạch hoạt động của toàn miền phối hợp với chiến trường chính, mở đầu đợt 2 của kế hoạch mùa khô 1974-1975 vào ngày N, tức đêm mùng 9 dạng ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975. Theo quy định của Bộ Tổng Tư lệnh, ngoài kế hoạch quân sự, các anh còn có kế hoạch đẩy mạnh nổi dậy của quần chúng, sử dụng lực lượng tổng hợp của chiến tranh nhân dân theo tinh thần tổng tiến công và nổi dậy. Đồng thời, Bộ Tư lệnh miền cũng đã thông qua kế hoạch và giao nhiệm vụ cho quân đoàn 4, các quân khu, sư đoàn và các lực lượng đặc công biệt động trong nội thành Sài Gòn. Một điều cần suy nghĩ trong những ngày này là sắp xếp cán bộ chủ trì ở các quả đấm chủ lực. Chiến thắng Tây Nguyên càng cho thấy việc ấy quan trọng biết nhường nào. Quân ủy Trung ương quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy quân đoàn 4 và đoàn 232. Đồng chí Hoàng Cầm, Tư lệnh, đồng chí Hoàng Thế Thiện, Chính ủy, đồng chí Bùi Cát Vũ, Phó Tư lệnh quân đoàn 4, đồng chí Nguyễn Minh Châu, Tư lệnh, đồng chí Trần Văn Pháp, Chính ủy, đồng chí Trần Văn Nghiêm, Phó Tư lệnh đoàn 232. 19 giờ ngày 11 tháng 3, tôi điện cho anh Văn Tiến Dũng. Sáng nay, trước khi nhận điện của anh, Bộ Chính trị và Quân ủy đã họp nhận định tình hình có mấy điểm chính sau đây. 1. Kế hoạch chiến lược và chiến dịch do Bộ Chính trị và Quân ủy đề ra là chính xác, công tác chuẩn bị làm tương đối tốt. Vì vậy, ngay trong những ngày đầu vào đợt đã giành được thắng lợi lớn. 2. Thắng lợi ở Buôn Ma Thuột, Đức Lập trên đường 19 và các hướng khác chứng tỏ ta có khả năng giành thắng lợi to lớn với nhịp độ nhanh chóng hơn dự kiến. Đặc điểm nổi bật là tinh thần địch rất sa sút. 3. Trước tình hình đó, ngay trong đợt hoạt động này và kể cả trong kế hoạch tiếp theo, cần có tinh thần khẩn trương, mạnh bạo, kịp thời lợi dụng thời cơ mới, giành thắng lợi lớn. 4. Ở B3, cần hết sức chú trọng đợt hoạt động này và kể cả trong kế hoạch tiếp theo, cần có tinh thần khẩn trương, mạnh bạo, kịp thời lợi dụng thời cơ mới, giành thắng lợi mới. 5. Điện của anh hoàn toàn phù hợp với ý kiến trao đổi sáng nay trong Bộ Chính trị và Quân ủy. Tôi vừa bàn với anh Ba, anh Sáu, hoàn toàn đồng ý với chủ trương trong điện. A. Ở Buôn Ma Thuột, tiêu diệt địch còn lại, phát triển xung quanh, sẵn sàng đánh viện. B. Nhanh chóng phát triển về hướng Treo Reo, bao vây ngay để tiêu diệt. C. Hoàn thành ngay thế bao vây Pleiku, thực hiện chia cắt chiến lược, bao vây và chuẩn bị tiêu diệt An Khê để cô lập Pleiku. Phát triển xuống phía Nam sẽ làm sau một bước. Trong phát triển tiến công, chú ý nắm vững chủ lực, tránh phân tán. Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định phong quân hàm đại tá cho đồng chí Y Block. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhiệt liệt khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên quốc phòng và nhân dân trên mặt trận Tây Nguyên đã giành thắng lợi lớn. Chúc anh mạnh khỏe và gửi lời chúc anh em trong đó, ký tên Chiến. Không khí phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm bao trùm cơ quan tổng hành dinh. Lúc này, nắm tình hình địch là trọng tâm công tác của cơ quan chiến lược. Tôi chỉ thị mắc cho đồng chí trưởng phòng 70 của quân báo một máy điện thoại ở nhà riêng và dặn đồng chí thư ký, từ nay khi nào có tin kỹ thuật thì dù tôi ở đâu, làm gì, ngay cả khi đang họp Bộ Chính trị cũng phải báo ngay. Hàng ngày cứ 4 giờ 30 phút sáng phải gọi điện cho đồng chí Thanh hỏi xem có tin tức gì mới trong đêm. Từ chỗ phán đoán sai lầm, địch bắt đầu tỉnh ra và bị động đối phó. Tin cho biết Nguyễn Văn Thiệu có ý định dựa vào các lực lượng còn lại và các điểm phụ cận Buôn Ma Thuột
điều thêm lực lượng bộ binh có không quân yểm trợ, tổ chức phản kích chiếm lại thị xã. Chiến đoàn 45 cùng với sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn 23 Ngụy đã đổ bộ bằng trực thăng xuống Buôn Hồ trưa ngày 11 tháng 3. Không quân Ngụy đang được huy động ở mức độ cao. 12 giờ ngày 12 tháng 3, quân ủy điện tiếp cho anh Dũng, đồng thời gửi anh Hoàng Minh Thảo và thường vụ đảng ủy B3. Địch đang có ý định dựa vào các lực lượng chưa bị tiêu diệt của chúng và các điểm phụ cận, tăng thêm lực lượng phối hợp với không quân tiến hành phản kích, hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột. Vì vậy, việc cấp thiết nhất là nhanh chóng tập trung lực lượng hơn nữa, nhanh chóng tiêu diệt các đơn vị và các căn cứ của địch ở chung quanh Buôn Ma Thuột, tiêu diệt viện binh của chúng, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của địch chung quanh Buôn Ma Thuột sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của chiến dịch, đồng thời chỉ đạo mọi công tác hoạt động trên các hướng phát triển đã dự định, treo reo, Pleiku và đường 19. Chú ý khai thác tù binh phục vụ cho tác chiến và binh vận, chúc thắng to, ký tên, chiến. Đồng thời, tôi chỉ thị Bộ Tổng Tham mưu điện cho khu 5, chị Thiên và quân đoàn 2 thông báo nội dung cuộc họp của Bộ Chính trị ngày hôm trước, 11 tháng 3, hướng dẫn phương hướng hoạt động tiếp theo của các chiến trường là cần khẩn trương, mạnh bạo, kịp thời tranh thủ điều kiện thuận lợi, giành thắng lợi to lớn hơn. Theo những hướng đã dự kiến, dựa vào quyết tâm cơ bản đã đề ra, kịp thời phát triển một cách kiên quyết, hết sức coi trọng tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch trong khi chúng rút chạy hoặc trong khi chúng đưa quân đến tiếp viện. Những ngày tháng 3 sôi động đã trở thành lệ thường, các anh trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thường đến Tổng hành dinh dự giao ban, nghe Bộ Tổng Tham mưu báo cáo tình hình chiến sự, trao đổi ý kiến chỉ đạo kịp thời. Riêng tôi, ngoài những giờ làm việc trong ngày, thường là thông tầm không nghỉ trưa, tối nào cũng vào sở chỉ huy bằng lối cửa Tây, làm việc và ngủ luôn tại đấy. Phấn khởi xua tan mệt mỏi, tiết xuân nao nức lòng người, quyền chủ động chiến lược giúp cho cơ quan lãnh đạo chỉ huy thêm bình tĩnh, sáng suốt, linh hoạt, ngược lại với kẻ địch đang trong thế bị động, tuyệt vọng, rối mù. Trong buổi giao ban sáng 13 tháng 3, Bộ Tổng Tham mưu báo cáo có khả năng địch tập trung lực lượng của chúng còn lại ở Tây Nguyên và Pleiku, cũng có thể chúng buộc phải rút khỏi Tây Nguyên. Dù trong tình huống nào, ta cũng phải thực hiện cho bằng được và thực hiện thật nhanh quyết tâm tiêu diệt địch, giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên. Buổi giao ban tiến hành nhanh gọn, thời gian là lực lượng không thể lãng phí. Tôi điện ngay cho anh Dũng. Trường hợp địch bị tiêu diệt một bộ phận sinh lực lớn, mất thị xã Buôn Ma Thuột và nhiều quận lỵ, việc chia cắt chiến lược đường số 19 thực hiện tốt thì có khả năng chúng tập trung các lực lượng còn lại ở B3 và Pleiku, cũng nên nghĩ đến khả năng chúng buộc phải thực hiện rút lui chiến lược. Vì vậy, cần bao vây ngay Pleiku bằng các thứ hỏa lực, kể cả các loại pháo cao xạ, triệt đường tiếp tế của địch, chuẩn bị tiêu diệt địch trong cả hai tình huống, địch co cụm ở Pleiku hoặc rút chạy khỏi Tây Nguyên, ký tên Văn. Bức điện được chuyển đi lúc 9 giờ sáng. Hôm sau, anh Lê Trọng Tấn gọi điện cho tôi, báo cáo tin kỹ thuật mới nhất cục 2 vừa nhận được. Tình hình Pleiku Kon Tum rất hỗn loạn, địch đốt các kho tàng, dân hốt hoảng. Thiệu bay ra Cam Ranh, nghe Phú báo cáo tình hình, có Cao Văn Viên, Trần Thiện Khiêm và Đặng Văn Quang cùng dự. Nghe xong, Thiệu nói, quân viện bị cúp, đạn và tiền thiếu, địch đánh mạnh, Kon Tum, Pleiku, ít người, kinh tế không có, cho rút quân về giữ vùng duyên hải, lộ trình rút được chấp thuận là liên tỉnh lộ 7. Tôi trao đổi với anh Tấn, địch rút bỏ Pleiku, Kon Tum là rõ rệt, chúng sẽ đưa lực lượng xuống co cụm ở đồng bằng khu 5, Huế và Đà Nẵng, tình hình sẽ phát triển nhanh, anh điện cho anh Dũng biết. Nhận được các bức điện dồn dập gửi vào, anh Văn Tiến Dũng và Bộ Tư lệnh Tây Nguyên rất đồng tình. Các anh lập tức ra lệnh cho các hướng hình thành bao vây và tổ chức đánh địch. Tuy vậy, không phải ai cũng nhạy bén trước tình hình diễn biến quá nhanh. Sau này được biết lúc bấy giờ có một số cán bộ ở chiến trường nghĩ khác. Có đồng chí đã nói với anh Vũ Lăng, Phó Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, làm gì có chuyện địch rút Pleiku. Cả nước hướng về miền Nam. Báo hàng ngày hết ngay từ sáng sớm, trong các giờ phát thanh thời sự,
hầu như mọi gia đình đều ngồi bên máy thu thanh. Các bản tin nhanh của Thông tấn xã Việt Nam, mặc dù đã tăng thêm mỗi ngày mấy bản, vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Đài BBC được nhiều người đón nghe, các phóng viên nước ngoài thường trú tại Hà Nội chạy ngược xuôi săn lùng tin, khẩn trương không kém. Mặt trận dư luận cũng phải ăn khớp với mặt trận quân sự. Không phải lúc nào công tác thông tin tuyên truyền cũng cần triển khai rầm rộ. Tôi trao đổi với các anh trong Bộ Chính trị và điện ngay cho anh Dũng. Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, chúng tôi chủ trương về tuyên truyền công khai chỉ thực hiện từng bước, lúc đầu đưa ra từng trận. Đợi đến khi cuộc tiến công cơ bản hoàn thành mới đưa tin giải phóng Buôn Ma Thuột. Trong khi đưa tin, nêu bật sự vi phạm hiệp định của địch, nói nhiều về phong trào nổi dậy của quần chúng, đồng thời nói nhiều đến hoạt động của quân giải phóng. Anh có ý kiến gì, điện cho biết, ký tên Chiến. Đồng thời, tôi chỉ thị Tổng cục Chính trị thông báo chủ trương này cho các cơ quan thông tin đại chúng. Trong quân sự, nhất là ở thời điểm quyết định, cần phải nói ít làm nhiều, cần miếng mà không cần tiếng. Tin về dồn dập, cơ quan tác chiến phải lựa chọn sàng lọc để báo cáo tình hình được chính xác kịp thời. Địch đã phát hiện được hướng tiến công chiến lược Tây Nguyên của ta. Chúng đang điều động lực lượng cơ động chiến lược gồm quân dù và một số thiết đoàn hòng phản kích chiếm lại Buôn Ma Thuột. Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Phạm Văn Phú phải củng cố lại lực lượng chiếm lại Buôn Ma Thuột bằng mọi giá. Chúng sử dụng Liên đoàn Biệt động quân 21, hai Trung đoàn 44 và 45 của Sư đoàn 23, với sự yểm trợ của Sư đoàn 3 không quân đóng ở sân bay Thành Sơn, Phan Rang. Đồng thời, chúng điều Liên đoàn Biệt động quân 7 từ Sài Gòn ra thay Sư đoàn 23 ở Pleiku. Địch chưa kịp hành động thì Liên đoàn 21 đã bị ta đánh thiệt hại nặng. Ngày 13 tháng 3, Trung đoàn 45 được 200 lần chiếc máy bay lên thẳng đổ xuống Đông Buôn Ma Thuột, cũng bị quân ta vây đánh, diệt hai tiểu đoàn. Từ chiến trường khu 5, ngày 15 tháng 3, anh Chu Huy Mân điện ra báo cáo tình hình phát triển nhanh và thuận lợi. Ở vùng ven biển khu 5 sẽ đánh Tam Kỳ, Trà Bồng, Sơn Hà, phát triển xuống đường số 4 xung quanh Quảng Ngãi, Bình Định, tạo điều kiện cho đồng bằng mở mảng, giành dân, đồng thời bao vây An Khê, tạo thời cơ dứt điểm. Ngày hôm đó, tôi tranh thủ trao đổi với anh Ba và anh Sáu về những diễn biến mới trên chiến trường Tây Nguyên và các chiến trường khác, xác định phương hướng phát triển chiến dịch Tây Nguyên. Các anh hoàn toàn nhất trí. Tôi điện cho anh Văn Tiến Dũng. 20 giờ ngày 15 tháng 3 năm 1975, điện gửi anh Tuấn. Chúng tôi đã trao đổi với anh Ba và anh Sáu, nhận định tình hình như sau. 1. Căn cứ các nguồn tin, hiện nay địch đã thấy rõ hướng chính của ta là Nam Tây Nguyên, xác định được tương đối rõ lực lượng của ta ở đây. Ở các hướng khác, ta chỉ hoạt động có mức độ, vì vậy chúng đã có chủ trương tập trung cố gắng điều động lực lượng cơ động chiến lược và một số liên đoàn biệt động và thiết đoàn có thể theo đường 21 mở cuộc hành quân tương đối lớn hòng giành lại Buôn Ma Thuột. Tuy lực lượng có tăng, nhưng tinh thần của chúng rất kém, các mặt bảo đảm có nhiều khó khăn, ta có đầy đủ điều kiện để tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. 2. Vì vậy, cần tập trung lực lượng ở vùng A, Buôn Ma Thuột và phụ cận, nắm chắc lực lượng dự bị trong tay, nhanh chóng tập trung binh hỏa lực, tiêu diệt từng cánh quân của địch. Trước hết là trên hướng Phước An, sẵn sàng tiêu diệt viện binh đường không, đường bộ của chúng. Bước tiếp theo sẽ chuyển lực lượng lên tiêu diệt địch ở Treo Reo. Trận Buôn Ma Thuột đang phát triển thành một cuộc chiến đấu quy mô lớn nhằm tiêu diệt trên dưới hai sư đoàn địch. Việc tiêu diệt sinh lực lớn của địch ở đây sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển thắng lợi của chiến dịch trên cả chiến trường Tây Nguyên. Cần động viên cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm thật lớn, nắm lấy cơ hội lớn, tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch, giải phóng Nam Tây Nguyên. Đối với B, tức Nam Bộ, hình thành từng bước thế bao vây, tăng cường khống chế các sân bay và phá hủy các kho tàng của địch, tiến hành khẩn trương mọi công tác chuẩn bị cần thiết để không cho địch kịp trở tay. Chúc thắng to, ký tên Chiến. Trong khi các đồng chí cơ yếu đang khẩn trương dịch điện, tôi nhận được điện của anh Dũng cho biết bộ đội rất phấn khởi và hứa
sẽ nỗ lực tổ chức chỉ đạo thực hiện nhằm đạt các yêu cầu của trên, rút ngắn thời gian, vượt kế hoạch năm 1975 trước tình hình chiến sự đang phát triển nhanh chóng. Cung cách làm ăn rị mọ của cán bộ ta là một trở ngại cần được nhanh chóng khắc phục. Đọc xong, tôi viết thêm một đoạn vào bức điện đang dịch dở. Viết xong điện này thì nhận được điện 05 của anh. Chúng tôi nhất trí ta sẽ hoàn thành vượt thời gian rất nhiều kế hoạch chung đã định. Hiện đang nghiên cứu và gấp rút chuẩn bị theo phương hướng đó. Sau khi xin chỉ thị Bộ Chính trị, tôi sẽ có điện mới cho anh. Như vậy là phía trước và phía sau đều thống nhất, trên dưới đều quyết tâm phải thắng nhanh hơn, lớn hơn, không phụ thuộc vào chỉ tiêu và thời gian định ra trong kế hoạch cơ bản. Tình hình phát triển quá nhanh, mặc dù ta đã hạn chế mức độ tuyên truyền, cả nước ta và thế giới cũng bị cuốn hút vào cơn lốc cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Ở các cơ quan chiến lược của Đảng và của quân đội, nơi nắm vững tình hình từng giờ từng phút, không khí lại càng sôi động, tất cả tâm trí dành hết cho miền Nam. Từ đầu tháng 2, theo đề nghị của anh Lê Trọng Tấn, quân ủy đồng ý để Bộ Tổng Tham mưu triển khai nghiên cứu kế hoạch tác chiến các bước tiếp theo chiến dịch Tây Nguyên là các chiến dịch Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn, chủ động cùng các tổng cục trong Bộ Quốc phòng xác định các mục tiêu chiến lược, sử dụng lực lượng và bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Lúc này, cơ quan tác chiến không đủ cán bộ, một số trợ lý có năng lực và kinh nghiệm đã tham gia đoàn A75. Sau khi trao đổi với Tổng cục Chính trị, tôi gọi điện cho đồng chí Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục tác chiến. Cậu sang ngay cục cán bộ, bàn bạc chọn lấy một số cán bộ về làm kế hoạch. Tôi đã gặp anh Song Hào, anh ấy rất nhất trí. Nhớ cho người ra trạm 66 mời anh Trần Hải Phụng, tư lệnh biệt động Sài Gòn ra định, vào tham gia tổ nghiên cứu chiến dịch Sài Gòn. Anh ấy thông thuộc Sài Gòn. Chú ý sử dụng biệt động đặc công đánh vào các mục tiêu quan trọng. Diễn biến của chiến trường đi trước mọi phán đoán và dự kiến. Riêng tôi trong những ngày này, diễn biến của chiến trường như một cuốn phim quay thường trực trong đầu. Tại Tổng Hành Dinh, tôi thường đứng rất lâu trước tấm bản đồ lớn, không những theo dõi sự phát triển của các mũi tiến công của quân ta, sự đối phó của địch, mà còn suy nghĩ, tính toán, hình dung những bước phát triển tiếp theo trên tất cả các hướng chiến lược, từ Trị Thiên đến đồng bằng sông Cửu Long. Tấm bản đồ chiến sự như rõ hơn, sáng hơn mọi ngày. Đất nước thân yêu trải dài bên bờ Thái Bình Dương đang chuyển mình, bỏ rơi lại phía sau mọi suy nghĩ, tác phong lề mề lạc hậu. Câu thơ của Bác trong bài thơ Học đánh cờ lúc này nhắc nhở: lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Nhiều đêm, tôi sang phòng trực ban tác chiến ngồi cùng anh em đến tận khuya, muốn đón tin về sớm phút nào hay phút ấy. Những lúc quá căng thẳng, thỉnh thoảng tôi ra hồ Tây bơi thuyền để thư giãn tinh thần. Thường mỗi lần như thế, có một cán bộ cùng đi để tranh thủ làm việc nhẹ nhàng, nhất là ghi lại những ý nghĩ quan trọng bất chợt nảy ra. Có lần mải suy nghĩ, đã bơi thuyền khá xa, ra tận đền thờ Bà Chúa Liễu Hạnh. Ngày 16 tháng 3, được tin địch rút Kon Tum, tôi điện ngay cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên, yêu cầu triển khai đánh quân địch rút chạy, đồng thời lệnh cho quân khu 5 đưa bộ đội địa phương lên chốt đường số 7, cho sư đoàn 968 và sư đoàn 470 công binh tiến nhanh vào Pleiku, Kon Tum. Ngày hôm sau, Cục tác chiến báo cáo: bộ đội ta đang thực hiện kế hoạch cắt đứt con đường này, tiêu diệt quân địch đang tháo chạy. Ở Trị Thiên, phối hợp với chiến trường chính Tây Nguyên, quân ta đã tiến công phá vỡ một mảng lớn hệ thống phòng ngự của địch ở khu vực đường 14, diệt và bắt gần 1.000 tên địch, thu hút giam chân quân địch ở Nam Tây Thừa Thiên. Diệt cứ điểm Trúc Mao và điểm cao 300 uy hiếp Tây Bắc Huế, tạo điều kiện cho các lực lượng địa phương tiêu hao sinh lực địch, vũ trang tuyên truyền gây cơ sở quần chúng suốt từ Nam sông Thạch Hãn đến vùng Lăng Cô. Bộ Tổng Tham mưu khẩn trương nắm tình hình các chiến trường khu 5 Nam Bộ. Trong buổi giao ban sáng 17 tháng 3, trước một bản đồ lớn phản ánh tình hình chiến sự mới nhất, tôi đi đến một nhận định. Sau khi quân ta đã cơ bản đánh bại cuộc phản kích của địch hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột, quân địch ở đây đang thực hiện co cụm chiến lược,
tập trung về hướng Sài Gòn, Cam Ranh, có thể cả Đà Nẵng, thời cơ lớn đã xuất hiện. Qua trao đổi, tôi và các đồng chí chủ trì trong Bộ Tổng Tham mưu nhất trí ngày mai sẽ đề nghị với Bộ Chính trị. Sau khi Tây Nguyên cơ bản đã được giải phóng, phát triển theo hai hướng, hướng chủ yếu, phần lớn lực lượng B3 sẽ phát triển về miền Đông Nam Bộ. Hướng thứ hai, phát triển xuống đồng bằng khu 5 với lực lượng hiện có thể tăng cường thêm một sư đoàn. Để đáp ứng kịp yêu cầu của các hướng tiến công chiến lược, lệnh cho đoàn 559 chuyển cả tuyến từ đường Trường Sơn sang đường 14 Pleiku Kon Tum, tăng cường trang bị, vừa làm công tác vận chuyển vừa bảo vệ hành lang, củng cố vùng giải phóng. Cuộc giao ban vừa xong, tôi tranh thủ điện cho anh Văn Tiến Dũng. Địch đang thực hiện co cụm chiến lược sớm hơn ta dự kiến. Trước sự phát triển tiến công của ta, sắp đến quá trình co cụm chiến lược sẽ tiếp tục. Phương hướng là tập trung ở Sài Gòn, Cam Ranh, có thể là Đà Nẵng. Đây là thời cơ lớn, phát triển tiến công theo hướng nào là chủ yếu? Anh trả lời về hướng phát triển để kịp xin ý kiến Bộ Chính trị vào sáng mai. Chúc anh và anh em khỏe, thắng thật to, ký tên Chiến. Bức điện được chuyển ngay lúc 9 giờ sáng. Vừa ngồi vào bàn làm việc, dở tờ báo Nhân dân với hàng tít đậm đưa tin chiến thắng trên trang nhất, thì đồng chí trực ban tác chiến truyền đến một bức điện của anh Dũng đề ngày 16 tháng 3. Sau khi báo cáo bổ sung tình hình mới nhất ở Tây Nguyên, anh xin ý kiến Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về mấy việc lớn: bảo vệ củng cố vùng giải phóng, diệt viện binh địch, diệt hai quận còn lại của tỉnh Đắk Lắk và quận Đức Xuyên, giữ đường 21 không cho địch giải tỏa, phát triển tiến công treo reo, cắt rời Pleiku và Kon Tum. Ngoài ra, anh đề nghị B2 phối hợp tiến công về hướng Quảng Đức, đánh chiếm Nhân Cơ, bao vây tiêu diệt Gia Nghĩa. Khu 5 tiến công tiêu diệt An Khê, cắt đường 19, B4 và B5 chia cắt Huế, Đà Nẵng, uy hiếp hai thành phố này. Cục tác chiến sau bức điện của anh Dũng gửi ngay đến các đồng chí Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Tôi tranh thủ điện tiếp vào bức điện vừa đánh đi. Phương án 1, sau khi Tây Nguyên đã được giải phóng hoặc cơ bản giải phóng thì phát triển theo hai hướng. Hướng chủ yếu là cho đại bộ phận lực lượng ở B3 phát triển vào miền Đông. Hướng thứ hai là mở rộng vùng giải phóng đồng bằng khu 5 với lực lượng hiện có thể tăng cường sư 968 và binh khí kỹ thuật. Tôi, anh Sĩ, anh Ba Long nhất trí nặng về phương án 1, ngày mai sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị, ký tên Chiến. Tối hôm ấy, Bộ Tổng Tham mưu điện cho quân khu Trị Thiên và khu 5 đưa ngay lực lượng xuống đồng bằng với quy mô trung đoàn, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân đánh chiếm các khu vực ở vùng sâu, đánh chiếm quận lỵ Phú Lộc, cắt đường số 1, chuẩn bị tiến công Đà Nẵng. Ngày hôm sau, có tin báo sư đoàn dù ở Đà Nẵng đang rút về Sài Gòn, địch đưa sư đoàn lính thủy đánh bộ lên thay, có hiện tượng địch muốn bỏ đất từ Bắc Huế đến đèo Hải Vân. Đó là những dấu hiệu địch co cụm chiến lược trên toàn miền Nam. Tôi hội ý với Bộ Tổng Tham mưu, điện cho B4 và B5 lập tức đánh ngay cắt đường số 1, pháo kích sân bay Phú Bài, kiên quyết không cho địch rút quân, co cụm về Đà Nẵng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.